Rồi nhìn vô, đề bài thấy chưa? Người ta kêu gì? Biểu diễn miền nghiệm của bất phương chừng này. Quá dễ. Thứ nhất, phân phối vô đi, rút gọn. Nè, trừ x cộng 2 phân phối vô. Cộng 2 y trừ, trừ 4, chốt chưa? Nhỏ hơn, phân phối vô đi. 2 trừ 2x, sau đó chuyển qua một vế đi. Rút gọn luôn không? Chuyển vế rồi rút gọn hay là chuyển vế rồi mới rút gọn sao? Chuyển vế rồi rút gọn sao nha. Cái vế trái viết lại nè. Chuyển vế đổi dấu nè, trừ 2 cộng 2x, chốt chưa? Sau đó rút gọn đi. Đây với đây nè, ra nhiêu? X nè đúng không? Đây với đây ra nhiêu? Đây là viết lại nè. Đây 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 ra nhiêu? Không ông nội tôi. Ra trừ 4. Nhỏ hơn không, chốt luôn chưa? Quay về bất phương chừng bậc nhất. Mấy ẩn? Hai ẩn. Bước 1 vẽ. Bước 1 vẽ x cộng 2 y trừ 4. Thay cái dấu bất phương chừng này thành dấu phương. Là dấu gì? Dấu bằng. Sau đó bảng giá trị. Lấy mấy điểm đây? Lên lớp 10 rồi đó nha. Lấy mấy điểm? 2 hay 3? 2 hay 3, chốt đi. 3 đúng không? Rồi lấy đại đi. Cho x bằng nhiêu? Cho để cho đẹp, cho không nha. Thế không vô, không cộng 2 y trừ 4 bằng không. Chuyển vế đổi dấu đi bọn ơi. Ra mấy? Chốt. Tiếp. Cho x bằng mấy? Cho 2 đúng rồi, đẹp á, cho 2 là đẹp á. 2 cộng 2 y trừ 4 bằng không. Rút gọn đi. 2 trừ 4 ra trừ. Chuyển qua kia. 2, 2 chia 2 bằng 1. Hiểu. Tiếp. Cho x nữa đi. 4, đẹp luôn. 4 cộng 2 y trừ 4 bằng 0. 4 trừ 4 ra nhiêu? 0, 0 chuyển qua là 0. 0 chia 2 nhiêu? Vậy là 0. Vậy là 4, 0. Ổn. Sau đó vẽ 0 nè. Ở đây 0, 2, 4. Vậy là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiếp 1, 2. Rồi 0. Đúng dữ rồi. 0, 1, 0, 2. 0, 2 đây đúng chưa? 2, 1, 2, 1 đây đúng chưa? 4, 0, 4, 0 đây đúng chưa? Lấy cái thước đâu? Nói lại 3 điểm đó. Ổn. Tôi giảng mà mắt nó nhắm rồi nó thấy cái gì trời. X cộng 2 trừ 4 bằng bằng 0. Rồi bắt đầu bước 2. Bước 2. Cho hay là chọn đi. Chọn cái điểm không thuộc vào, không thuộc nha, vào x cộng 2 y trừ 4 bằng 0. Nè, nhìn thấy đường này chưa? Cái đường này chia làm hai miền, miền trên và miền dưới. Nhìn coi cái đường này chọn cái điểm nào không thuộc cái đường này đâu. Điểm không được không? Được nè, chọn không. Chọn không, không, không. Thế vào bất phương chừng. Thế vào đây nè. Thế vào ngay chỗ này nè. Đừng có thế chân đây. Thế đây nè. Thế vô ra nhiêu? 0 cộng 2 nhân 0 trừ 4 nhỏ hơn 0. Tính coi. Đây ra 0 trừ 4 nhỏ hơn 0 đúng không? Đúng. Đúng thì lấy cái miền chứa cái điểm. Điểm đó. Bỏ cái miền không chứa. Bút đỏ rồi. Nè. Đúng nè đúng không? Thì lấy cái miền chứa điểm đó. Bỏ cái miền không chứa điểm đó. Được chưa? Đó, kịp chưa?